Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Vâng, thưa quý vị, từ Tết tới giờ thì Thanh Lan chắc chắn rằng trong tất cả chúng ta ai cũng có một cái điều gì rất là vui để kể cho nhau nghe. Thì hôm nay Thanh Lan với Sĩ Đan hẹn nhau ở đây. Xin mời Sĩ Đan chào khán giả của Thanh Lan Show. Vâng, Sĩ Đan xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán giả của Thanh Lan Show. Xin thân chúc tất cả quý vị khán giả của YouTube Thanh Lan Show một năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng, tiền ra như nước, mà tiền vào tiền vào như nước, tiền vào như nước, okay. Tiền ra nhỏ giọt và như giọt cà phê. Đúng rồi, ok, để luôn nha, khỏi cắt. Để luôn. Vui mà vui okay. Thì tiền okay. Vào tiền như ra, nước robinet, tiền vô như nước. Vâng, tiền vô như nước. Chỉ biết là sao, tại vì em ít tiền cho nên em hay quên, ví dụ là lắm. Tiền vô như nước, mà tiền ra thì như giọt cà phê. Ban mê. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là sức khỏe, thật dạ nhiều vâng. Sức khỏe nha. Và gia đình luôn luôn an vui, hạnh phúc, đoàn tụ. Thì đấy, thưa quý vị, hôm nay Sĩ Đan và Thanh Lan gặp nhau tại đây thì quý vị cũng thấy rõ ràng là phải có sức khỏe mới có sức để mà gặp nhau tại đây. Và Thanh Lan cũng rất vui là trong năm vừa qua thì vừa rồi có làm một cái show với lại YouTube của Sĩ Đan là Music and Soul, đúng không? Music and Soul. Đấy. Yes. Thì hôm đó thì hát nhiều bài rất là tâm trạng và dĩ nhiên là thể theo lời yêu cầu của quý vị đó. Thì nếu mà quý vị có muốn Thanh Lan lên show của Sĩ Đan nữa thì nhớ nhắn với Sĩ Đan nhá. Còn Thanh Lan thì ra mắt quyển sách Trắng Đêm thì quý vị cũng đến đông không thua gì cái lần ra mắt hồi ký Báo Tố Cuộc Đời. Thế thì Sĩ Đan ơi, đọc cái quyển đó thì Sĩ Đan có còn thích chuyện ma như là hôm trong show Sĩ Đan hỏi hay không? Vâng, thật sự thì cái ngày mà lúc chỉ ra cái hồi ký mà Báo Tố Cuộc Đời đó thì em cũng có đến. Và kỳ này ra mắt cái cuốn sách này em cũng đến, và thật sự em cũng không ngờ là cái nội dung phong phú của cái cuốn sách nó giống như chị nói đó. Một số chuyện ma cũng rất là gây cấn và những cái chuyện khác cũng lạ, nhưng mà có lẽ là em phải để dành cho chị chia sẻ với khán giả của chị sau, đúng không? Dạ, nhưng mà vâng, nói chung là cái thưa quý vị. Em rất là thích cái cuốn sách đó. Dạ, phải Thanh Lan là cũng ấp ủ rất là nhiều, suốt cả năm không đi chơi, tối nào cũng ngồi gõ 3-4 tiếng đồng hồ để có quyển sách này gửi đến quý vị. Và Thanh Lan tự hứa với mình rằng cứ mỗi 2 năm sẽ có một quyển sách mới. Yeah. Đấy, quyển hồi ký là năm 22 nha. Yeah. Thế năm nay là năm 24, là gửi đến quý vị Trắng Đêm nha. Hy vọng rằng trong năm 26 sẽ có một cái gì lạ nữa. Trắng Đêm thì có nhiều quý vị bảo là quý vị thích cái chuyện mà bé gái bị mất tích đó, là bị hải tặc bắt đó. Thật ra thì cái chuyện đó là cũng dựa trên một câu chuyện có thật tại vùng quận Cam của chúng ta đây. Nhưng mà Thanh Lan đã kiểu là bịa đó, chế thêm cái đoạn kết để cho nó có cái happy ending. Tại vì thưa quý vị, sau này thì chúng mình xem phim hoặc là đọc truyện hoặc là ngay cả một bài hát đó, thì đều muốn cuối cùng nó đều có một cái kết có hậu. Cho nên thì trong quyển sách này tất cả những cái kết của Thanh Lan, dù là buồn, dù là vui, đều có hậu. Em thì thật sự mà nói thì em thích đọc cái câu chuyện mà nó có những cái đoạn kết, nó đôi khi nó drama. Không, em lại thích như nó vậy. Nó có hậu nhưng mà nó bất ngờ lắm cơ, chứ không phải là để cho rồi, em đoán dạ, được dạ, đâu. Dạ, vâng, thì đó thì em phải nói là sau khi mà đọc những cái tập truyện này thì em rất là phục. Hồi xưa đó, những cái ý tưởng thì lấy rất là hồi hay. Xưa mà chị đi xem phim đó thì chị có để ý nghe, những phim nào của Pháp đó kết thúc đều rất là bi. Đúng, còn đúng những rồi. Phim nào của Mỹ á, kết thúc là, đều rất là vui. Yeah. Thì rõ ràng là hai cái văn hóa nó hoàn toàn ngược nhau. Nhưng mà
cái văn hóa của người Việt Nam mình lại rất là thích những cái chuyện kết có hậu. À, nên chị không dám cho bì giống quá. Như là Quỳnh Giao ấy, là phải hạnh Cuối phúc cùng là phải đề huề sum vầy chứ mà không có vỡ tan tành. Thế em ơi, cái YouTube của em lúc này sao? Dạ, YouTube thì em có hứa với lòng mình là năm nay thì cũng tương đối, thật sự show chậu thì nó cũng không có nhiều. Cho nên và thật sự đến tuổi này rồi thì em cũng nói thế đó quý vị ơi, lúc nào mà Thanh Lan hỏi tới là cũng bảo em đang mắc đi show ở đâu á. Cho nên là không có nghĩa rằng là Sĩ Đan chỉ đứng trong ban nhạc thôi mà bây giờ còn đi chỗ này chỗ kia hát nữa quý vị ơi, dành chỗ của Thanh Lan rồi. Đấy, thì hy vọng rằng không có dám một, là chị ơi. Một, hy vọng một ngày nào đó hai chị em mình có duyên đi hát chung một cái chỗ nào để mình lại hát những cái bài song ca nhạc Pháp mà quý vị yêu cầu nhé quý vị nhé. Nhưng mà cái duyên nó như vậy đó chị công nhận là từ lúc mà chị sang Hoa Kỳ đến giờ thì lần đầu tiên trong năm nay em với chị mình hát song ca với nhau hai ba lần luôn. Hai lần là Teletron nè, nhưng một mà, lần là nhà thờ nè, nhưng mà mình đã lên video của Asia hát chung lâu rồi. Mà cái kia là live, cái kia live. Còn cái kia là đi show. Hy vọng đi là show là quậy tưng bừng quý vị ơi. Cho nên là hát nhạc Pháp mà hát toàn những cái bài giật không cha 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 này nha. Chứ không có là em trong video thì là nó có cái không khí khác. Còn cứ đi 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 hát live ở ngoài đôi khi quý vị ở dưới nhảy nhót sùm mà mình cứ hát toàn là bài xìu không thì quý vị không chịu đó, phải hát đủ thứ điệu đó thì em cũng tính là năm nay nếu mà cái chuyện tình trạng mà kinh tế ít show rồi sắp tới để bầu cử thứ cho nên là em sẽ dành cái thời gian nhiều hơn để lo cho cái YouTube. Tại vì cái cuối năm vừa rồi đó em cũng hơi bỏ bê cái YouTube, nó hơi bỏ bê. Thế bao nhiêu lâu em có một show? Em hồi xưa cái lúc mà còn Covid á thì mỗi một tuần em đều ra một show, nhưng mà cũng dễ lắm tại có một mình em đàn thôi. Nhưng mà sau này từ hồi mà chương trình Nhịp Cầu làm nhiều rồi nó cũng chán, cho nên sau này em mới create ra chương trình Nhịp Cầu Nhạc là có tất cả những anh nghe chị em nghệ sĩ mà quen thân. Em cũng muốn làm một cái đánh dấu kỷ niệm, tại vì sau thì này mình rồi. Không ấy thì mình có những cái đó mình giống mình kỷ niệm sau này mình không làm người. Gì nữa mình xem lại nó cũng là một niềm vui cho mình mà niềm vui cho tất cả những người nào thương mình. Thì thưa quý vị, Thanh Lan thì cũng mới có YouTube mấy năm nay thôi. Năm đầu tiên thì mình chỉ đi quay bài hát lẻ tẻ xong mình để lên. Xong về sau ở nhà mới nói là một bài hát mình đi quay tới 3-4 ngày là mất thì giờ quá. Tại sao không ngồi nói một chỗ quý vị cũng xem vậy. Thì cái năm thứ nhì là ngồi nói một chỗ mà ngồi nói có một mình thôi nhá. Đó, xong rồi tới năm thứ ba thì mới nói là ô sao mình nhiều bạn bè quá mà mình không mời tới nói qua nói lại cho nó vui. Thì có người thì lại bảo Thanh Lan ơi thích Thanh Lan ngồi nói một mình, biết sao không? Chị nói một mình thì chị nói dịu dàng hơn, còn mà nói chuyện với người nào là cứ líu lo mà chát chúa cứ như tự nhiên như ngoài đời, nên là nó không có được dịu dàng dễ thương bằng ngồi nói một mình. Nghe chị tâm tình đấy. Thì cho nên thôi bây giờ cái năm tới này mình xen kẽ đi, đôi khi mình nói một mình, đôi khi mình nói với bạn. Thì nói với bạn thì dĩ nhiên là mình phải líu lo chứ mình đâu có thể nào mà. Có những người mà khéo nói như Sĩ Đan không nói làm chi, có những người cứ ngồi im thế thì mình phải nói chứ mình đâu có để giới show business nói là tăng mo đó, mình không có thể để tăng mo được, tức là cho nó im một cái đoạn dài mà không ai nói gì cả. Tại vì thưa quý vị, trong những cái vở kịch á hay là có những người MC á thì là đối thoại đều viết trước hết trơn rồi để trên cái screen cho mọi người đọc. Thì cứ người này đọc xong rồi tới người kia đọc thì nó làm gì có chỗ có bị đứt quãng, không có tăng mo. Còn cái này mình thường mình nói chuyện ngoài đời mà, đôi khi ngoài đời quý vị nghiệm lại xem, đôi khi quý vị đang ngồi nói chuyện với bạn xong có một lúc cả hai đều không nói gì cả. Dạ vâng, kêu là quãng lặng. Thì thưa quý vị, ngoài đời thì được, nhưng mà cái này đang làm show cho quý vị xem, tự nhiên thấy hai người ngồi im ru rồi cái tự nhiên cứ đôi khi còn nghĩ tới cái chuyện gì khác chẳng dính dáng gì tới cái ngày này cả, thì làm sao mà quý vị chịu nổi, quý vị lại gửi những lời phê bình về lại mắng cho. Dạ vâng, thì hôm nay chị em mình ngồi đây, chị em mình đều làm YouTube thì chị em mình có quyền tâm sự chút xíu với quý vị. Là vì thưa quý vị, chị em này làm YouTube á, mạnh ai nấy làm mà không đòi hỏi gì cả, mà không có ai phải mua vé vào xem cả. Quý vị thích vào xem thì xem, mà đây là Thanh Lan Fan Club
Thì quý vị nào mà fan của Thanh Lan thích thì vào xem, Thanh Lan cảm ơn. Còn những người nào mà fan của người khác á, thì nếu mà thích Thanh Lan thì vào, còn không thích thì không cần phải vào để mà gửi những cái lời phê bình khiếm nhã. Tại vì em có bị không chứ em chị có bị. Cũng bị nhiều lắm. Mà tụi này đã bỏ biết bao nhiêu là thì giờ công sức, tâm trí, óc này, rồi tim này, rồi thì là sức lực này, đủ thứ để đem một tí niềm vui tới cho quý vị hàng tuần thôi. Thì nếu mà quý vị nào là fan, quý vị vào chúng em cảm ơn. Quý vị không vào chúng em cũng rất là cảm ơn. Còn nếu mà quý vị nào mà vào để phá hay nói những lời khiếm nhã, mặc dù YouTube đã dặn rồi, YouTube không phải là cái chỗ để người ta vào nói tầm bậy tầm bạ, thì xin quý vị làm ơn đừng nói tầm bậy tầm bạ cho cái năm con rồng này, hai chị em này lên hương chút xíu quý vị nhá. Dạ xin cảm tạ quý vị. Em chị Thanh Lan, em nghe chị nói về một số khán giả rất là thích chị nói chuyện tâm tình nữa. Ừ. Và thứ hai nữa là cái giọng chị rất là phải nói nó rất là hay để mà kể chuyện. Thì tại sao em có cái idea là tại sao chị không làm cái audio? Hiểu rồi, chị biết rồi. Cái đêm trắng làm cái audio. Chị là sẽ làm audio book. Dạ vâng, Thanh Lan sẽ làm. Nhưng mà Thanh Lan có cái ước mơ rằng trong cái tủ sách ở nhà quý vị có cái quyển sách của Thanh Lan, để quý vị đi đúng ra rồi, đi vào quý vị thấy quyển sách đó, quý vị nhớ tới Thanh Lan. Còn audio book thì trước sau gì cũng phải làm ạ. Nhưng mà xin cho từ từ, tại vì cái mùa vừa rồi mà Tết ta chạy lông tóc gáy thưa quý vị, nên là thì cũng vì thương quý vị thôi, chứ hỏi quý vị chứ Thanh Lan hát 60 năm rồi quý vị, giờ này còn xách vali đi hết nơi này tới nơi kia, quý vị có thương cho cái thân tàn quý vị có thương cho cái thân tàn này không? Chị đang rất là phục chị Thanh Lan thưa quý vị, phải nói là chị Thanh Lan chị đã cái tuổi này nha, nhưng mà lúc nào mà gọi chị bận lắm, chị bận lắm em ơi, chị đang phải đi đây, chị hát thì cuối tuần chị chạy show nữa, sức khỏe đâu mà chị chạy như vậy. Vừa viết sách này, vừa chạy show này, vừa làm YouTube này, rồi nói tóm lại là trong cái năm vừa qua, cuối năm thì rất là có nhiều tin buồn đó. Chỉ còn con tí hơi tàn nhưng mà cũng dáng ngóc đầu dậy để đến chia buồn cùng với những tăng quyến. Trong cuối năm vừa qua rất là nhiều người thân, người bạn, nên là phải nói rằng là đến một lúc nào đó mình sẽ tàn hơi và sức lực không còn nữa thì làm sao mà chạy. Nhưng mà bây giờ vẫn còn chạy được và mình vẫn còn may mắn. Thì mình cứ đi đến lúc nào được thì đi. Quý vị thương Thanh Lan nhé. Và quý vị làm ơn nhớ hộ rằng Thanh Lan đã hát 60 năm rồi ạ. 60 năm cuộc đời là đến lúc là ngừng rồi chứ. Nhưng mà tại vì Thanh Lan không muốn quý vị quên mình, cho vậy nên là mỗi tuần phải làm một cái show trên YouTube này để thưa chuyện cùng quý vị, hầu chuyện cùng quý vị, để quý vị nhớ Thanh Lan. Mà đúng Sĩ Đan ơi, mình ngồi mình nói một mình nó dịu dàng hơn, còn mình nói với bạn hay là với em đó, mình cứ nói cái giọng đàn chị đó, xong rồi tự nhiên nó không có còn là dễ thương nữa. Còn nói một mình thì nó nhu mì như là Thanh Lan của quý vị ngày xưa vậy. Kính thưa quý vị, cái công việc của chị em chúng tôi là như vậy, phục vụ và vẫn phục vụ, và khi nào mà mình còn cảm thấy mình phục vụ được, mình còn hát được thì mình vẫn phục vụ cho quý vị khán giả thôi. Cho nên ta nghĩ là nếu quý vị khán giả có yêu thích, yêu mến anh em chúng tôi, chị em chúng tôi, thì quý vị cũng vào ủng hộ YouTube. Thật sự ra mà nói, làm YouTube để kiếm tiền thì không phải. Dạ, quý vị đừng có nghe là, những cái người khoe khoang là quý vị biết rằng trên đời này có đa số rất là nhiều người có cái tính khoe khoang, có một nói mười. Dạ, đấy. Còn mình thì chị em của chúng em thì chỉ là thích phục vụ nghệ thuật thôi. Tại vì biết là tất cả quý vị vẫn còn fan của mình, cho nên là muốn phục vụ quý vị thôi. Còn nếu mà quý vị mà không thích á thì cũng không cần phải vô, phải không chị? Và em vô ơi, để mà vô YouTube để lại những cái comment á thì nó cũng thật sự nó rất là buồn. Mình đọc thấy mình phần cũng không cũng thấy Thanh là... Lan thì may là không có bị đọc, nhưng mà ở trong nhà sẽ có một bé cháu đọc trước.
cái nào vui thì đưa cho Thanh Lan đọc, còn không vui thì xóa là ngay. Cho nên quý vị đừng gửi những cái gì không vui, Thanh Lan có bao giờ được đọc đâu ạ. À. Dạ, cho nên là thì là cùng cái cũng you gotta have somebody. Thì tại vì Thanh Lan có nghe Sidan tâm sự sao thấy có nhiều cái giống mình quá. Cho nên là hôm nay tâm sự lòng thòng chút xíu. Dạ vâng. Xuân nay tôi chúc. Dạ vâng, thưa quý vị, chẳng biết chúc cái gì, Thanh Lan thì chúc rồi nhá, nãy chúc chưa? Em chúc rồi. Cả hai cùng chúc rồi. Thế thì bây thì giờ vì cái thời gian này á, là cái thời gian mà lúc đó là đang sắp ra mắt sách, cho nên cái đầu óc nó để trong cái quyển sách của mình, nó không có nhớ gì tới ngoài đời cả. Nếu mình nhớ mình tên gì là mình hay lắm rồi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, thì ông trời đã sinh ra thế rồi, ai cũng vậy, sinh bệnh lão tử này đấy, thì là ai cũng đến cái ngày mà càng ngày sức khỏe nó càng yếu đi. Nhưng mà Thanh Lan dù là sức khỏe yếu như thế nào đi nữa thì vẫn cố gắng mỗi tuần lên đây để mà gặp gỡ quý vị. Những quý vị nào mà thương Thanh Lan đó thì dĩ nhiên là Thanh Lan rất là cảm động, cảm tạ, và dĩ nhiên là phải thương quý vị lại. Và vì thương quý vị lại nên là phải cố gắng, mặc dù mà cho có đang lên cơn sốt hay là đang hát xì hỉ mũi gì đó thì cũng vẫn phải lên đây thôi. Là vì sao? Là tại vì có nhiều khán giả đó cứ là hẹn chị ngày đó nha, nhớ nha. Thế làm sao mà mình không làm được? Mình phải làm để mình lên có mặt để trò chuyện với quý vị. Đây. Yeah. Còn Sĩ Đan thì còn khổ hơn Thanh Lan đó, còn phải viết hòa âm. Mà Thanh Lan rất thích cái lối hòa âm của Sĩ Đan. Những cái bài ngày xưa làm hòa âm lại thì nó lại trở thành mới mẻ, nó tươi trẻ hơn. Đó, thì thưa thôi bây giờ đầu tiên nha, cũng năm mới rồi, bây giờ em chúc chị đi. Em chúc chị đi, xong rồi em chúc chị Thanh Lan là vẫn luôn luôn nghĩa là phong độ, sáng tạo, và luôn luôn trái tim chị dành cho âm nhạc vẫn như 30 năm trước khi mà em được cộng tác với chị, thì đến bây giờ nó vẫn cái gọi là cái nhiệt huyết nó không hề hao mòn. Em chúc chị luôn luôn là như vậy, thậm chí còn sung hơn. Cảm ơn Sĩ Đan. Năm mới thì sung, con rồng mà, rồng là còn sung hơn. Bây giờ Thanh Lan tâm sự với quý vị đừng cười Thanh Lan chứ, tại sao làm YouTube? Tại vì mình cứ nhận đi, làm tới bây giờ mình vẫn mê hát như thường. Đúng. Đấy, thì thưa quý vị, tại vì quý vị thấy cái nhiệt huyết trong lòng của Thanh Lan và Sĩ Đan nên quý vị mới thương. Chứ nếu mà ai mà làm hời hợt thì người ta đâu có thương. Đó, mình cứ làm hết sức mình đi rồi tự nhiên tình thương nó đến. Thanh Lan xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, muốn gì được nấy. Dạ, thì có cái câu người ta hay nói là đấy, tiền vào như nước. Nước robinet mà ra thì nhỏ giọt như giọt cà phê. Robinet là Thanh Lan thêm vào để cho nó vần với chữ cà phê. Robinet là cái máy nước đó. Đấy, mình vặn cái là nó ào vào nhà. Đấy, thưa quý vị, năm con rồng này giống bay phượng múa nha quý vị nhá. Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.